Mỗi lần chồng tôi đến đây, chỉ có mình cô massage cho anh ấy thôi à? Dạ, em được phân công theo liệu trình để điều trị cho anh Nghĩa. Chủ yếu là bấm huyệt chứ không có massage gì đâu ạ. Tôi sẽ không vòng vo nữa. Tôi muốn cô nói thẳng, quan hệ giữa cô và chồng tôi là gì? Em và anh Nghĩa là bệnh nhân và điều dưỡng viên. Bọn em không có gì đâu ạ. Không có gì mà thoải mái nhờ người ta giúp con mình. Thoải mái cùng họ đi vào khách sạn à? Hay là với ai cô cũng như vậy? Thế thì anh giết em luôn đi. Cho vay thì đứng, mà đòi thì quỳ. Em cứ bình tĩnh, cho bọn anh tính cách. Chắc chắn là sẽ không làm ảnh hưởng đến em đâu. Các anh định tính thế nào nếu không có đất đai hay tài sản để bán với cả cầm cố? Bố thấy đất đai lên giá vùn vụt, cò mồi về đây nhiều lắm. Vâng, ở đây sắp mở đường mà bố. Làm về đất đai ấy, là anh phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Hôm nay bà Thản nói chuyện với bố ấy, ở trên Hà Nội có một bà đại gia nào lớn lắm, cũng chỉ vì đất đai mà vỡ nợ, nhảy cầu tự tử, xác trôi về tận đây cơ mà. Dạ vâng ạ. Thế thằng Hiếu đâu rồi ạ? À, chắc nó lại chạy sang bên nhà con Ninh đấy mà. Dạo này chúng nó quấn quýt với nhau lắm. Bố ơi, thằng Hiếu ấy, rồi nó cũng sẽ phải lấy vợ. Còn với cái Thảo thì đã xác định ở trên thành phố rồi. Thế có khi nào bố nghĩ là bố sẽ lên thành phố ở với bọn con không ạ? Sao lần này anh gọi em gấp thế? Lần sau gọi sớm lên nhá. Nhà bao nhiêu là việc. Việc quan trọng mới cần tài năng của cô chứ lị. Sao, anh Hiếu ok chưa ạ? Được. Quá ok, nuột đấy. À Thảo, anh bảo này. Dạ. Tí make up xong nhớ mặc cái này vào nhá. Vâng. Anh ạ. Ở bên ngoài đấy. Có người bên ngoài chăm sóc em cũng không hề biết. Thế em là gì của anh? Anh Nghĩa có bồ ở ngoài à? Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Mẹ ơi, chuyện này... Anh Nghĩa, anh hãy nói rõ hơn đi. Việc con góp vốn với người ta ấy, bị người ta bỏ trốn là có thật ạ. Còn cái việc mà con có bồ bịch hay không ấy, thì con khẳng định với mẹ là không ạ. Sống đến 60 năm cuộc đời, tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào đi ngoại tình mà tự nhận đâu. Con thề với mẹ là con không có thật mà. Chị ấy, hãy tự xem lại mình đi. Chồng mà ngoại tình ấy thì là lỗi ở mình. Đừng có mải mê kiếm tiền rồi chu cấp cho chồng chu đáo quá. Anh nói anh vay nóng, hùn vốn với người ta đúng không? Bao nhiêu tiền vậy? Dạ 3 tỷ ạ.